Tôi nghĩ là các thử thách trong đó đều mang tính rất là nặng nề rồi, cái điều đó là ai cũng biết rồi. Thì để mà hoàn thành một thử thách nặng nề với tôi như vậy đã là hay ho lắm rồi. Nên với tôi nó không phải là cái ám ảnh, bởi vì tất cả mọi người đều sẽ gặp khó khăn khi hoàn thành những thử thách khó khăn. Cái tôi ám ảnh nhất ở đây là cái thử thách mà không hẳn là thử thách, đó là cái sự gấp chăng. Đó là cái thử thách mà đời đời mà tôi không quên. Đó là cái điều mà đơn giản tôi là tự hào ở trong thế giới thật này. Tôi là một người rất là ngăn nắp, mỗi sáng tôi dậy là tôi dành rất nhiều thời gian để gấp chăn gối gọn gàng. Và tôi hài lòng những chăn gối rồi tôi đi làm, tôi đi chơi. Nhưng đến khi tôi bước vô đó rồi tôi phải thức trước 2-3 tiếng để tôi ngồi tôi gấp, tôi miệt mài tôi gấp không còn biết trời chăng đây. Mọi người đã thức dậy và sinh hoạt rất là đủ hết mọi khâu rồi, tôi chỉ ngồi tôi gấp xong mà tôi đã thấy nó vô dữ lắm rồi, nó đã là vô nề nếp lắm rồi mà tại sao đồng chí cùng tôi mà chưa được đâu, như thế này là bị chửi đấy. Và tôi lại dở ra tôi gấp tiếp, tôi không biết tôi đang đắm mình trong cái thế giới chăn mền đó trong bao lâu, nhưng lại lại lần đó là niềm ám ảnh mà mọi người có thể sẽ thấy, vì trong phòng có một chiếc máy có để ghi lại được hành trình mà tôi gấp chăn đó. Bỏ qua cái sự gấp chăn đó, tôi hoàn toàn đủ tinh thần và sức lực để cống hiến. Không, cái này là mình rất là đồng tình với Trang Thúy luôn, trời ơi. Là không có được đem điện thoại, không có được đem đồng hồ báo thức từ cái giờ đó là phải chạy nha. Mình ngủ quên là coi như mình tèo luôn. Là sáng ra dậy vật lộn với cái đống chăn mền gấp chăn 40 phút chưa xong đi chăn. Mà phải gấp vuông vức, mọi người có tưởng tượng cái sân khấu này nó vuông như thế nào thì gấp chăn phải y chang như vậy. Nó có một cái điểm nhân là bị phạt liền luôn. Nó rất là khủng khiếp. Chị đồng tình với em không? Cái nhiệm vụ gấp chăn đó thì nó rất là khó luôn. Thế rồi Mai Hằng, bây giờ mình về nhà mình có còn giữ cái thói quen đấy để gấp chăn ở nhà không ạ? Hay là mình bung luôn ạ, mình không thèm gấp nữa ạ? Kể từ đó chúng tôi không gấp chăn không. Thậm chí là mình không dùng chăn luôn. Chính xác là những ngày sau á, em để chăn và gối qua một góc, em nằm thẳng ở trên cái chiếu rồi. Em không tưởng nó có tác động vật lý gì tới cái chăn. Em đã từng chứng kiến đồng chí Trang ngủ một cách là để như nè, xong rồi nằm thẳng ra ngủ cách rất là vuông vức. Mà chăn thì không dám gấp, tại vì sáng mai là nếu mà dậy lấy là gấp không kịp, cho là không gấp luôn. Không dám gấp luôn. Ý là trong quá trình tham gia hành trình xe nhập ngũ là không dám gấp chăn, bởi vì sợ sáng mai sẽ phải gấp lại. Không buông một cái gì đó, đúng nguyên hiện trường thì nằm né một cái hiện trường. Né nó mà sợ nó như là không kịp chưa, nó lúc em 40 phút như chị My nói là không gấp được cái chăn nó buông, nó cứ méo hoài, không hiểu tại sao nó cứ méo. Các bạn mất bao nhiêu ngày để có thể gấp một cái chăn vuông bằng nó thời gian nhanh nhất? Em nghĩ đó là một hành trình mang tính cả đời. Và nó có lúc được lúc không, không phải là mình đã gấp được, mình gấp được. Nó hơi xui á, không hơi xui á. À, hên xui và chập chờn à? Khá là vất vả. Rồi, xin mời đồng chí tiếp theo ạ. Em, bản thân Nhã Phương á, khi mà tham gia chương trình xa hiệp hữu á, là mình muốn thử thách bản thân mình, xem cái giới hạn của bản thân mình tới lâu. Cho nên là khi mà tới chương trình mà phải trải qua rất là nhiều cái thử thách khó khăn, khắc nghiệt á, thì Phương cũng nghĩ đó là chuyện mà Phương muốn, đó là điều mà Phương muốn, và cho nên là Phương rất là sẵn sàng để đón nhận tất cả những cái khó khăn khắc nghiệt đó. Thì chỉ có duy nhất là đúng như Trang nói là cái thực sự đúng luôn, cái cũng ám ảnh với Phương chính là cái đầu tiên là ngoài việc cấp chăn mà với lại Phương phải sinh hoạt làm sao trong vòng 15 phút ạ. Nào phải gấp chăn xong rồi phải đánh răng rửa mặt rồi tất cả mọi thứ trong vòng 15 phút, mà cái điều đó là không bao giờ có ở trong cuộc đời Phương ở bên ngoài. Bình thường ở ngoài đi cái tắm thôi, có khi Phương thích tắm lắm nên ít cả tiếng rồi. Bây giờ trong đó thật sự luôn không dám luôn mọi người. Bộ đầu có chịu có nên bộ đầu hay không? Nó là một câu chuyện đấu tranh tâm lý luôn đó mọi người. Đó mà còn chưa kể là xưa giờ mình cũng quen là có áo thức rồi, bây giờ mình phải tự động dậy. Mọi người có biết là tụi Phương ngủ dậy nhanh nhất, tụi Phương ngủ dậy sớm hơn cái giờ quy định cũng không được, không có đẹp cho mọi người, là không tốt thôi luôn, không muốn, tại vì nhiều khi Phương sợ là mình muốn dậy sớm hơn để tụi mình làm, tụi mình gấp chăn sớm để không có bị ảnh hưởng tới đồng đội cũng được, đúng giờ nha, đúng giờ mới được, mà nhiều khi không biết là đúng giờ là mấy giờ nên là cứ tầm 2 giờ là Phương dịch mình dậy là Phương lại chạy ra mấy giờ rồi à mình sớm quá được xuống ngủ tiếp, là cứ như vậy trong suốt 7 ngày á. Cho nên nếu mà nói mà cái khó khăn nhất chính là làm sao cho mình phải nhanh gọn lẹ trong vòng 15 phút và đi vệ sinh, đó là cái kinh khủng nhất. Là vì là không có đồng hồ cho nên là Phương là người dậy đầu tiên. Phương là cứ
hai rưỡi là đi ra coi đồng hồ quay đi vô ngủ tiếp. Còn vô vậy mà ngồi không dám ngủ á, kiểu sao vậy bị trễ giờ, xong cứ dậy Phương ra coi đồng hồ thế này nó dùng cái là mình cũng ngủ tiếp. Chưa đâu mọi người, còn đồng chí Linh Ngọc Đàm là một cái đồng hồ báo thức của Thiên Ngân, tại vì cứ đúng giờ là Linh Ngọc Đàm tự dậy, không hiểu bằng một cái lý do nào đó mà nó là bắt cái đồng hồ sinh học cho người bả, cứ đúng rõ cái beng 5 giờ là hai giờ mấy 4 rưỡi á là tự động dậy, hay lắm. À chắc là có tập luyện trước khi tham gia chương trình rồi, là cứ 5 giờ là chuông báo thức xong thành thói quen. Phải đâu Hằng ơi, áp lực á Hằng, có nghĩa là áp lực á, áp lực tạo kim cương, nhiều khi ở nhà mình ngủ đã, mình phê á không, mình ngủ quá ngủ luôn. Vô đây 5 giờ là phải dậy tự nhiên, 4 giờ con mất có mở chương trình vậy nè. Mới nhớ cái đêm đầu tiên là mình không thể ngủ được, cái mức độ mình dậy sớm 3 giờ mình dậy mình mở cái đèn lên mình chửi liền. Nhưng mà thằng Cốt em còn nhớ chi tiết nữa nè, không hiểu sao gà người ta là gán sáng sớm mới gáy, không biết con gà trong quân đội lắm, đi 2 giờ đéo mới gáy mọi người. Ghê lắm, con gà 12 giờ gáy, 1 giờ gáy, 2 giờ gáy, không hiểu sao ngủ mà kia mà hay. Rồi còn ai nhảy ở trong đấy không ạ? Còn ai nhảy không? Con gà thôi. À con gà đấy ạ? Con gà gáy. Chứ không còn chiến sĩ nào nhảy ở trong đấy đâu. Con gà nó gáy, con gà thì cũng là thật con gà ghê đúng. Mình đòi làm thịt con gà. Mọi người có nhớ là bình thường ở nhà chắc ai cũng cắm nóng đúng không? Khi ở đây là ở ngoài trời mưa bão mà đứa nào cũng co ro vậy này, lạnh thiệt lạnh luôn. Cái nhiệm vụ cuối cùng chỉ nhớ hôm đó là chuyện hút sốt hôm đó là tất cả cũng thiệt lạnh luôn. Mà về nhà xối, 12 đêm xối nước ồ ào, xối nước ồ ào và tắm chung và tắm cho lẹ lẹ lẹ. Bình thường ở nhà là mi một người tắm rất là kỹ, rất là lâu. Nhưng mà giờ chỉ có 2-3 phút ta maximum là 3-4 phút để tắm thôi, hào xoa xà bông rồi cứ tắm không biết còn dơ sạch thì chờ đi ra mặc quần áo cái đã rồi tính sau kiểu như vậy á. Và em thấy là sau nhập ngũ là mình khỏe hơn rất nhiều đúng không, tại vì mình vượt qua được tất cả những cái khó khăn đó. Nhưng mình sợ bị phạt. Nhưng mà đúng là nhờ những khó khăn đó mà mỗi lần mình tụi Phương làm xong một cái thử thách nào đó tự hào lắm, cực kỳ tự hào luôn, thấy kiểu mình hương hoang luôn á, mình rất là vui và cứ như là cảm thấy là mình hoàn thiện mình hơn, mình trưởng thành hơn rất là nhiều khi tham gia những sân khấu. Có ai bị áp lực thời gian quá đến mức là chịu bẩn ở trong đấy 7 ngày không tắm? À chịu bẩn thì không, tại vì có khi là phải bơi rồi nhưng mà đi vệ sinh thì không giặt đồ nha, không giặt đồ. Không phải những buổi sáng còn đối diện với những quyết định là mình có nên giải quyết những cái chuyện cần giải quyết hay không, bởi vì khi mình giải quyết cái chuyện cần giải quyết thì những cái chuyện mà mình không thể giải quyết được nó sẽ ập tới, tức là đắn đo giữa việc nên hay không nên, tại vì mình cái dòng mà mình nên một cái là mình bị tập trung liền, là lúc đó là sách chạy không có kịp, mình không có kịp gói ghém lại, có những cái nó nằm lưng chừng nó không gói ghém lại được, nên là cái quyết định nó rất là khó khăn ạ. Nên là tại bình thường đều đặn là phải sinh hoạt đều đặn theo đúng nhịp, mọi thứ nó được thoải mái rồi thì các nhiệm vụ đều dễ dàng thôi, nhưng ở trong đó có những cái tình huống mà mình phải giữ nó lại lưng chừng và nó làm cho mình phải mang thêm nhiều gánh nặng